tình yêu và sự phản bội. Chúng ta chia tay đi, anh đã có người yêu mới rồi. Tình một đêm liệu chân thành. Tôi còn tưởng là cô chỉ giỏi việc ban đêm thôi. Tôi đâu có muốn làm bạn đi chơi với anh chứ. Nếu vậy làm người yêu đi. Sự trả thù ngọt ngào. Thiên sĩ cô ấy là vợ của con. Nè cậu em nhìn cho kỹ nha. Em chồng. Xử cô ta sao cũng được hết, nhưng phải cho cô ta biến mất khỏi đây. Đón xem bộ phim tâm lý xã hội Tình Trong Lửa Hận lúc 21 giờ và phát lại lúc 17 giờ hàng ngày trên SCTV Phim Tổng Hợp.